lúc gặp ngài ở bờ biển bên kia, họ thưa rằng: Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời, là thức ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là đấng mà Đức Chúa Trời là Cha đã ứng chứng cho. Họ thưa: Chúng tôi phải làm gì để được làm công việc của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu đáp: Công việc của Đức Chúa Trời là các ngươi tin đấng mà Ngài đã sai đến. Họ lại nói: Thế thì thầy làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng tôi đã ăn mana trong hoang mạc như lời đã chép. Ngài cho họ ăn bánh từ trời. Đức Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã cho các ngươi bánh từ trời đâu, nhưng chính Cha ta đã ban cho các ngươi bánh thật từ trời. Vì bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trời xuống, ban sự sống cho thế gian. Họ nói: Thưa Chúa, xin ban bánh ấy cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giêsu đáp: Ta là bánh của sự sống. Ai đến với ta chẳng hề đói, ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói với các ngươi rằng các ngươi đã thấy ta mà vẫn không tin. Tất cả những người Cha ta ban cho ta đều đến với ta. Ai đến với ta, ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, mà làm theo ý đấng đã sai ta. Đây là ý muốn của đấng đã sai ta. Tất cả những người Ngài đã ban cho ta thì ta sẽ không để mất một ai, nhưng ta phải làm cho sống lại trong ngày cuối cùng. Vì đây là ý muốn của Cha ta, tất cả những ai thấy con và tin con thì được sự sống đời đời. Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Nhưng các người Do Thái phàn nàn về Ngài, vì Ngài nói: Ta là bánh từ trời xuống. Họ nói: Chẳng phải người này là Giêsu, con của Joseph sao? Cha mẹ ông ta chúng ta biết cả, sao bây giờ ông ấy lại nói: Ta từ trời xuống? Đức Chúa Giêsu bảo họ: Các ngươi đừng sầm xì với nhau nữa. Nếu Cha là đấng đã sai ta không kéo đến, thì không ai có thể đến với ta, và ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Các sách tiên tri có chép: Tất cả đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Bất cứ ai đã nghe và học nơi Cha thì đến với ta. Chưa hề có ai đã thấy Cha ngoại trừ đấng từ Đức Chúa Trời đến. Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, ta bảo thật các ngươi, ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong hoang mạc rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì không chết. Ta là bánh sự sống từ trời xuống. Nếu ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian chính là thịt ta.